Em chào các cô, các chú ạ. Chào con. Người nhỏ thế mà giọng lại khỏe thế nhở? Để cô đoán xem nhá, có phải con 9 tuổi không? Con 11 tuổi ạ. Ấy, khác ngay. Con ở đâu, đến từ đâu? Con sinh ra ở Hà Nội nhưng mà con vào Sài Gòn sinh sống ạ. Vào đây được mấy năm rồi? Dạ con vào đây được cũng 4 năm rồi ạ. Thằng nào giọng cũng bắt đầu hơi thay đổi một chút đúng không? Thế con có ai dạy hát cho con không? Dạ ở nhà thì con có mẹ có dạy hát cho con từ nhỏ ạ. Thế mẹ con hát có hay không? Dạ mẹ con hát cũng hay. Đừng hỏi ai hay hơn, ai hay hơn hay. Nhưng mà ai hay hơn? Thấy chưa? Dạ mẹ con hay hơn. Mẹ hay hơn, mẹ hơn đấy. Không, tại vì là sợ bị la thôi. Hả? Sợ lát nên bị ăn đòn. Không có đâu, con nói sự thật thôi phải không con ha? Dạ. Mẹ hay á, mẹ hay tức là thầy hay mới có trò giỏi đó, phải không? Phải không con? Cái này gọi là nhỏ mà có vỏ con ha. Dạ. Con cảm ơn cô. Chú nghĩ rằng là về của đội cô Ly ấy là cái việc nhiệm vụ đầu tiên sẽ chú nghĩ chắc là cô ấy sẽ bắt phải ăn nhiều đấy đúng không? Tức là yên phải tâm. Ăn ngày ăn 6 bữa. Dạ tất cả mà con hỏi lại mấy anh chị mà lúc trước mà trong đội của cô á ha. Tức là sau một cái cuộc thi rồi là cô hỏi lại là trình tự nha, là ít nhất là một bạn á là lên ít nhất là 5 ký. Mấy bạn xác nhận giùm con cái đi nha. Tức là mình tập mình tập thì mình phải luyện tập lúc mà những cái giờ giấc của mình thì mình luyện tập đàng hoàng, nhưng mình phải không có những cái giải trí mình vui chơi cho mình thoải mái tinh thần, mình không có đặt áp lực mạnh lên, phải không? Đó. Thì mình lúc đó mình sẽ to lên, mình nhìn ngầu hơn, phải không? Chứ bây giờ hình như là cũng hơi gầy đấy con, hơi nhỏ đấy con. Nhưng mà không sao, tại vì chương trình này là chương trình giọng hát Việt, cho nên là giọng hát là điều quan trọng. Từ quan trọng trước tiên, phải không con? Dạ. Cái kia từ từ mình thời gian mình sẽ bồi đắp thêm. Thôi chúc mừng con đã về với cả đội cô Ly. Xin cảm ơn cô chú. Ốc tiêu. Ốc tiêu nhỏ bé nha. Chào các cô, các chú. Có chào bạn không mà đi theo hả? Ê con đông dấu không con? Bây giờ làm chết hả? Mình học tuổi hơi tí xíu. Động khỏe ghê. Bé thế mà động khỏe.